Xin chào cả nhà, hôm nay là Huy Ma dành một số thời gian để đi lựa những cái trang phục thể thao để làm mới bản thân mình sau một thời gian 2 năm ngưng tập thể dục. Cố gắng nhưng mà nói chung là không biết được hay không. Nhưng mà cố gắng mua đồ trước xong rồi để tập lại. Huy ngưng tập trong phòng gym 2 năm và cũng như là đợt này thì stress cũng như là giảm 2kg, nhưng mà hôm qua đăng cân thì lên lại được 1kg rồi. Và sẽ cố gắng tập lại thể dục để giữ sức khỏe và vóc dáng của mình. Huy đi mua một số trang phục ở trong một cái tiệm ở Thái Lan. Những cái trang phục này Huy thử và cả nhà cùng xem với Huy nha. Ví dụ một cái áo như thế này là 600 baht, là cỡ 6 x 7 là 420.000. Ở trong này là cái giá là vừa phải đó mọi người. Cái giá của những cái đồ trang phục thể thao là giá vừa phải ở thể thao của Decathlon. Nói chung có những cái quần cũng rất là rẻ. Cái quần này thì là 350 baht nè. Còn có cái quần 160 nữa. Rồi Huy thử một số trang phục đồ bơi nữa. Để có gì là có điều kiện là đi biển qua cho cả nhà xem nha. Và hôm nay là cả nhà cùng theo chân Huy là đi shopping. Quay cho cả nhà xem một số shopping, một số đồ shopping cùng với Huy và cùng xem giá cả ở Thái Lan trong một cái ngày vu vơ như thế này nha cả nhà. Nói chung cái quần này nó cũng hơi rộng chút nhưng mà nó có cái dây thun bên trong á. Nói chung Huy thử vài cái rồi cuối cùng là Huy cũng Huy hỏi bạn Huy, thì do hôm đợt này Huy ốm quá, Huy mặt không có đẹp á, chứ không phải là đồ không đẹp, cho nên là bạn Huy nói là nó do bữa nay Huy ốm cho nên là nhìn mặt không có đẹp, cho nên Huy nói mấy cái bé ở trong này giờ anh không mua được, Huy sợ bị chửi á. Nhưng mà người ta không có nói gì hết, người ta không sao hết, không sao quay hết á, người ta vui vẻ lắm mọi người, may quá luôn á. Cái quần này có 160 rẻ quá, nhưng mà nó rộng, mà thiệt ra nó cũng rộng rộng mọi người, nó cũng có cái dây thun đó. Nói chung là cuối cùng là Huy cũng không mua mấy bộ đồ này do cũng không có ưng lắm. Nhưng mà thiệt ra ở cái tiệm này là Huy đã mua nhiều lần lắm rồi. Cái áo màu xanh lá cây hay là mấy cái bộ đồ Huy hay mặc là mua trong đây đó cả nhà. Mấy cái quần này nọ đồ. Nhưng mà do Huy đi chơi du lịch nhiều á, đồ nó cũng mất, nhưng mà mấy cái đồ này nó nhẹ lắm. Phơi một cái nó khô liền à mọi người. Nó khô nhanh mà mang theo hành lý Huy đi một mình, Huy xách đồ không có thích nặng á. Giặt nó cũng nhanh khô nên Huy thích lắm. Nhưng mà cuối cùng cũng không có vừa, do Huy ốm quá. Mặt nhìn nó khô khan, nó không có đẹp như mấy bạn khác, cho nên Huy cũng cuối cùng cũng chưa có lựa được cái nào ưng ý. Để đợt sau quay lại về tập lại, ăn uống bồi bổ lại thêm 1kg nữa là về lại hình dáng cũ và cố gắng vui vẻ. Đây, thử quá trời luôn. Đây Huy quay cho cả nhà xem đồ ở trong này nè. Đó, mấy cô con quay cho mấy cô coi đồ nữ nè. Con quay là hơi bị nhanh nữa rồi, nhức đầu nữa rồi, chết cha, hồi nãy cũng chưa khắc phục được, đáng lẽ phải quay chậm chút xíu nữa ha. Cái khúc này nhức đầu này nha. Ý là cảm ơn mấy em chỉ anh là zoom từ từ. Huy hay zoom lên số 1 rồi số 3 rồi 5 chứ Huy không có zoom từ từ á, cái thói quen bị nhát á đó. Cái quần hồi nãy này, mấy cái quần này 550 nè, mấy cái quần hồi nãy là 550, đâu cỡ 400.000 á. Đó, mấy cái đồ của con gái này mấy cô. Nói chung là mấy cái đồ này giá cũng vừa phải lắm á. Mua đồ trong này là dễ, cũng dễ lựa. Đó, Huy đi mua mấy cái ký này nè, 3kg, 5kg rồi á. Mà Huy mua 5kg không có, cho nên Huy đi vô cái mall khác gần đó, Huy mua tiếp. Cả nhà cùng theo chân Huy vào cái mall khác để mình lựa đồ thêm nha. Trong cái lúc mà chuẩn bị đi qua chỗ khác thì mình quay sơ. Đó, cái áo này là 600 nè, cũng được mà da hơi ốm quá. Đó, cái áo xanh này hơi mua, mọi người thấy không, mình đã bị xước, nó cũ hết rồi, nhưng mà mua lại thì nó để mua cái màu mới, chứ không có cái size, chứ không phải là không mua nha cả nhà. Vô lừa mà không có, nó bừa ý lắm, chứ không phải là cũng phải là quay để thấy mà. Rồi xong cuối cùng là Huy đi bồi bổ cho mình một cái món quinoa với lại gà để có sức khỏe tập và thể dục cho nó lên lại cơ, cho người nó nhẹo, nó xề ra không tập nó ấy quá. Đây là Huy rất là tích cực ăn, cố gắng ra đường ăn những cái món ăn ngon
quinoa, hạt quinoa cũng rất là nhiều protein, và các chị em phụ nữ hay ăn để nó chướng chướng cái bụng lên đó. Nó chướng lên xong nó ít ăn lại, mà thiệt ra cái hạt nó cũng rất là nhiều protein luôn và rất nhiều vitamin nữa. Chị đây chị gọt trái bơ bỏ cho Huy rồi đó, xong rồi một cái phần đó Huy ăn là nhiêu ta, hồi nãy 200 mấy, 200 mấy đâu, cỡ 150.000 Việt Nam mình, 160.000 Việt Nam mình một cái phần như vậy là Huy ăn. Ăn xong là trong đó có rau, salad, cà chua, rồi mấy cái hạt giống như hạt óc chó, mà phải hạt óc chó mà Huy cũng không biết cái hạt tên Việt Nam là gì nữa đó, một chút thịt gà thôi. Bữa nay Huy lên lại được 1,5 kg của mọi người, sao tự nhiên nói chung là hình như bớt stress hay sao, là nó lên lại ký, với lại cũng ráng ăn còn thêm 1 ký nữa, ráng ráng cho cái mặt hốc hác quá. Xong rồi Huy cũng đi mua, lát nữa là Huy đi lựa mấy cái đồ collagen nữa, tại vì cũng đầu tư cho bản thân, chứ thấy đó, người nó ốm á mọi người, nó ốm xuống là hốc hác là cái mặt nó bị hớp, xong là nó da nó bị nhăn lại, cho nên là Huy đi mua collagen luôn. Huy đi lựa, Huy lựa dữ lắm, Huy lựa Huy quay là, Huy lựa lâu lắm. Cũng lâu lâu vậy, Huy ngồi Huy lựa, Huy đọc mấy cái thành phần nữa, xong Huy lựa, xong Huy hỏi mấy cái anh chị trong cái chỗ đó là cái nào được vậy. Huy lựa xong rồi cuối cùng cái ra cuối cùng mua cái kia, xong cuối cùng lựa hỏi hỏi cuối cùng lấy cái khác nữa. Đây những cái mẫu trang phục nè, Huy hay mặc của cái hãng này lắm. Ồ, ở sau nó cũng có lọt khe ha. Huy hay mặc của cái hãng Home này nè, một cái quần nghĩa là cũng giá cao lắm mọi người, ở trên thì trước tam giá, ở sau thì không có lọt khe, nhưng mà nó cũng làm đủ kiểu mới ha, hai cái dây ở hai bên. Huy thích mặc màu này hoặc là màu trắng cũng đẹp nè. Mấy cái quần của cái hãng nó nhiều bên Pháp hay sao không biết, phải Home. Huy hay mặc mấy cái hiệu này lắm, nhưng mà cái quần màu cam Huy hay qua nhất này, cái quần này có giá đâu 1,2 triệu á, 1,2 triệu 53.000 Việt Nam mình đó đó. Cái quần màu cam Huy hay mặc là quay với là đi biển rồi, Huy quay cho cả nhà này đó, 1,700 chín mấy, mà chắc có giảm giá chút chút, phải mua mấy cái hay sao mới giảm, còn mua một cái này chút xíu. Nói chung một cái quần bơi là 1,2 triệu 53, nhưng mà nữa đây mấy cái áo đây là giờ sắp Tết Thái Lan á, cho nên Huy quay cho cả nhà xem luôn mấy cái áo hoa, mà cái vải Thái Lan rất là mịn và mềm, rất là thích mặc, rất là mát nữa đó, và hoa cũng rất là trẻ trung nha, mấy cái bạn trẻ trẻ mặc vô trời nó đẹp hoa vậy, chứ mà mấy bạn con trai mặc vô là nó đàn ông lắm nha. Đã Huy vô Huy coi mấy cái đồ tập tạ nè, ở đây có mà sẽ nhìn tới 890 bạch đó, trời ơi cái Huy tỉnh người luôn, giống như là 9 × 7 là thành 630.000 á, 630 là một cục 5 ký, mà phải mua 2 cục chứ. Nhưng mà cuối cùng nhìn lại là do người ta ghi lộn giá là 590, 590 thì cũng là 6 × 7 cũng 400.000 rồi, 400.000 một cục, cho nên Huy cũng suy nghĩ, Huy chưa mua, Huy về Huy coi lại trên mạng thử có rẻ hơn không. Nhưng mà Huy quay thêm cho mấy cô coi ở trên mạng này, ở trong cái mall này mấy cái đồ này mấy cô đẹp không, mấy cô mấy cái hãng Crocs nè, đây cái hãng này nhiều người cũng thích lắm á, cái một cái đôi dép vậy cũng 2,000 mấy ta, 2,700 hồi nãy thấy nhiêu ta, 2,700 mấy luôn á. Mấy cái mẫu mới thì người ta không có giảm, còn mấy cái mẫu mà ít bán được người ta giảm, giống như là 2,990 là 2,100,000 một cái đôi dép, còn cái này rẻ hơn chút này, 2,700 mấy á, thì cũng 1,000,000 gần 2,000,000 một đôi dép vậy á. Xong Huy nhớ đâu có mấy cái bài báo nói mấy cái đôi dép gì đó, mang vô bị hư, nhưng mà thấy người ta bán rồi cũng ngon lành, cũng được, người ta cũng có đính chính, nhưng mà cũng nhiều người mua ghê á, thấy nhiều người mua mà nó êm lắm mọi người. Rồi mấy cái dây tập thể dục này 590 là 6 × 7 là 400.000 một cái dây tập thể dục, mấy đôi dép này cả nha, cái nhựa nó êm lắm. Mấy cái đôi đây thì giảm giá, giảm 30% cao. Huy lùng Huy mang mấy cái đôi này thì cao này hơn, đôi đó ban 2,990 là cỡ 2,000,000, 2,000,000 một đôi dép, đôi giày vậy á đó. Xong rồi cái đôi này thì không có cao, nhưng mà nó êm, nó mịn, nó mới, nó cũng thì không có giảm. Đôi đây nhiêu ta, hồi nãy thấy 2,000 mấy, 2,700, 2,700 ta quên rồi, nói chung cũng 1,000,000 mấy á, 1,000,000 mấy, 2,000,000 á. Và ở đây là xung quanh khung cảnh rất là vắng, Huy rất là thích đi mua đồ mà vắng, dễ lựa, chiêu chiêu lắm,
những đôi giày giảm giá. Hồi xưa Huy tới Thái Lan đầu tiên Huy mua những cái đôi này nè, xong cái mất mất hết cái hành lý đồ tùm lum hết rồi. Rồi cái đợt gần đây thì Huy mất cái đôi mười mấy triệu mà Huy cũng ít mang cho nên cũng sang. Ê, mấy cái đôi màu đỏ cũng đẹp. Xong cuối cùng Huy nhìn thấy một cái đôi mà 490 nè, 490 bạc mà người ta giảm còn có 290 nè. Nhiêu ta, khoảng ta 290 là 300 giờ là cho 300 bạc đi. 3 x 7 là 201 ngàn Việt Nam mình một đôi vậy nè, giảm giá. Sandal giảm giá. Cái Huy thử. Đó, nhưng mà cái đôi này là size 39 40. Chân Huy là 40 nhưng mà mang cái này nó cũng vừa mà nó hơi chật chút xíu à. Nhưng mà 290 rẻ quá không. Mang đôi tóc vô cũng ê, thì không có thấy cái chân nó lòi ra dữ lắm. Nhưng mà cuối cùng Huy lựa cho Huy cũng chưa có mua. Huy đi. Đó, Huy đi Huy lựa đồ là phải lựa. Thoải mái quá đi không có ai hết á. Chiêu chiêu ghê mọi người. Cái anh đó ảnh ra ảnh giúp Huy lựa đồ này dễ thương. Và nói chung là đôi này Huy thử nhưng mà cuối cùng Huy cũng chưa có mua. Do nó hơi chặt, cái chân của Huy nó hơi dài ở trước á mọi người. Với là cái mu bằng chân của Huy nó size 40 mà nó cái mu nó hơi nhô lên chút cho nên nó đau. Nhưng mà đôi này đẹp nè. Nói chung cái giá rẻ nữa. 200 ngàn rồi không? Rẻ quá không? Giảm giá còn 200 ngàn mình. Đây. Cuối cùng là không mua và đi. Đây đẹp không mọi người? Mọi người thấy đẹp không? Có mấy màu lận. Màu kem với màu đen luôn. Nè, Huy lấy màu kem cho cả nhà xem nè. Đó, màu kem. Nói chung mọi người đi du lịch mua mấy đó rẻ rẻ mà cũng đẹp chứ hơn. Nhưng mà do hơi nhiều dày quá. Mà do nó cũng nhỏ nhỏ chút. Đó, 299 là 300 bạc á. 3 x 7 là 201 ngàn Việt Nam mình á. Là từ 490 đó nha cả nhà. Đó, Huy tháo đôi tóc ra Huy thử cho cả nhà xem nè. Mang đôi tóc thì nó giống style rồi vậy. Còn mang bình thường vậy thì nó dễ thở. Nhưng mà do cái chân Huy ở trước nó, cái ngón nó dài lắm. Cái cuối cùng mà Huy không mua. Đó, dễ. Mang nó cũng dễ chịu hơn. Đó, cái chân Huy nó dài lắm. Cái ngón chân nó thấy không. Rồi Huy đi về cà phê, làm một ly cà phê. Để sau đó là đi đóng tiền điện thoại. Một tháng mà do cái điện thoại nó đóng cửa. Qua 8 giờ nó đóng cửa cả nha. Tiền điện thoại xưa một tháng Huy xài á, tiền mạng đồ á mọi người, nhanh đồ á, nhanh nhất đồ á, ngàn mấy một tháng á mọi người, là cỡ gần 1 triệu luôn á. Tiền internet á, mà người ta giống như là gọi đồ miễn phí rồi luôn. Nhưng mà Huy đâu có gọi cho ai đâu. Huy đâu có sống với gia đình hay là gì bên này đâu, đâu có người thân nên không có gọi. Mà tiền vẫn đóng cái số tiền là một khoảng 1 triệu. Xong là sau này là Huy chuyển sang cái gói là cỡ 700 mấy. Một tháng là cỡ đâu 500 ngàn. Hồi xưa là gần 1 triệu. Nhưng mà giờ mình giảm xuống còn 500 ngàn là nó chậm hơn chút. Nhưng mà vẫn xài được. Đó, nói chung là Huy ngồi Huy uống cả thêm ly cà phê. Trà xanh với là espresso pha lại với nhau. Rồi Huy nhìn dòng người. Huy thấy mấy cô đem mâm cơm rồi ra ăn rồi á. Với là có mấy anh ở trước ngồi đem cái bình nước ra uống, ngồi trong quán thấy cũng vui vui. Huy nói chuyện với bạn, bạn Huy nói sao anh không bắt trước đem mâm cơm rồi lên nấu rồi luôn. Nhưng mà Huy ý là Huy kể chuyện vui thôi nha cả nhà. Ý là vậy. Sau đó Huy đi mua collagen nè. Huy tính mua cái kia xong. Nhiều loại lắm. Nói chung là hồi xưa Huy uống mấy cái loại ở trên kìa, mua 2 tặng 1, mua 1 tặng 1 á. Cái dạng bột bỏ vô đồ á. Đó, hồi xưa có điều kiện em mới uống mấy cái đó đó. Xong cuối cùng lựa cái rẻ rẻ hơn. Ở trên tay Huy đang cầm là cái loại rẻ. Đó. Rẻ hơn mà vẫn ok. Nói chung mình nhưng mà mình uống vô để cho mình bớt ốm. Với là cái da nó có collagen đồ á mọi người. Xong cái cuối cùng tưởng mua cái đó đi ra thấy cái khác. Xong mấy cái viên dạng ấy á, xong cái mua. Xong mấy cái anh đó anh nói, anh tư vấn Huy hỏi rồi. Cái anh dược sĩ anh chạy đó. Hai cái chị kia chị cũng không biết tư vấn sao. Cái anh kia anh mặc đồ dược sĩ á. Anh nói nặng nặng rồi. Anh tư vấn nó lấy cái thuốc đó nó ok hơn tại vì nặng. Đó, nói chung là hôm nay là một cái ngày Huy đi tìm những cái đồ. Rồi
đóng tiền điện thoại này nọ, xong rồi mua mấy cái đồ để tập luyện cho cái cơ bắp với là ốm đồ á, để ấy là sức khỏe của mình nè. Rồi vô quán cà phê, hồi nãy đi mua collagen rồi, tại vì ốm á, xong một cái da nó nhăn hơn bình thường nè mọi người thấy không? Phải đứng lựa collagen, xong cuối cùng tưởng mua ở kia cho cuối cùng chốt đơn cái này, tại phút cuối ra thấy người ta trưng ngay cái chỗ cái quầy. Cái này là thuốc không nè, cái này cho anh tư vấn Huy là dry ceramide with collagen biotin đó. Nói chung là cái nào cũng được, mấy lần trước hay uống mấy cái mắc mắc tiền nữa, nhưng mà cái này là thuốc luôn hay sao á, thuốc nhưng mà nó dạng như cái viên nén của Nhật, nó có biotin luôn, cho nên là nó tốt cho tóc với lại cho móng tay móng chân đồ luôn. Còn mấy cái kia là collagen cho da rồi nữa, cho ốm nó, cái da nó nhăn lắm mọi người. Ồ cái viên thuốc nó cũng nhỏ chút à, cái viên thuốc nó cũng nhỏ chút à mọi người. Ồ dễ thương quá, cái viên thuốc nó dễ thương lắm mọi người. Xong rồi mấy anh chị trong đó do Huy quen nữa tặng cho Huy đồ, do Huy đòi thì xin, Huy xin chứ không phải là ấy, cái bình thường là không có cho này. Cái viên thuốc nó nhỏ chút à, uống luôn, tại vì collagen thường thường uống với lại mấy cái sữa đồ này là được, nó cũng không phải là thuốc, nó là thực phẩm chức năng hay sao cũng không rõ lắm. Rồi nói chung là pha bột mấy lần Huy trước Huy cũng bột, còn đây Huy vô quán karaoke, Huy tính đi tập thể dục này nọ nhưng mà vẫn chưa có ấy, đưa ra rồi làm cái tập YouTube này. Quán này karaoke này 100.000 à, 100 bài 2 tiếng hát, và có nước uống miễn phí đủ loại hết. Là cà phê thì ra cà phê cũng không có nên uống dưới ấy, nhưng mà do cái này cũng giống như bột. Cũng như cho nó bớt nhăn cái mắt này, nhăn quá, ốm nó nhăn cái mặt. Nhưng mà bữa bây giờ mới cũng lên được 1,5 kg rồi mọi người. Lên là 1,5 kg. Chị đó chị tặng anh chị trong đó tặng cho cái gì vậy ta? Tặng cái lotion, lotion cho mặt của Facial Gel. Với lại một cái, người ta kêu là cái này là chống nắng SPF, chai nhỏ để trong cái túi của mình đó, cho nó gọn. Của Nhật luôn này, tặng cho Huy á. Lúc này Huy xin cũng được hết trơn á. Huy nhiều lúc sang, nhiều lúc Huy cũng hay xin, xin mua đồ nữa. Mua đồ là hay xin thêm khuyến mãi mà người ta tặng cho Huy nhiều lắm. Mấy cái anh chị. Đây, dry. Cái này là cho da khô với là da nhạy cảm, giống như là dưỡng da vậy mọi người. Người ta tặng cho mình mấy cái tuyết này nhỏ mình dùng thử á, rồi mình thấy được thì mình mua thêm, giống như là chứ cũng, nhưng mà dù gì cũng rất là thích rồi. Cảm ơn mấy anh chị đó. Rồi bây giờ đi hát karaoke một chút, vô máy lạnh rồi sức mấy cái đó. Nói chung là một cái ngày Huy đi như vậy á mọi người, mua đồ mua ấy này nọ quay cho cả nhà xem, và kết thúc là Huy sẽ tự thưởng thức không gian riêng của mình ở đây với những bài hát Việt Nam. Chào tạm biệt cả nhà tại đây nha.